Dạ rồi con chào cô nhá. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Tôi ở Đồng Tháp. Cô tên là gì ha? Tôi Nguyễn Thị Mai. Dạ. Là cô từ Đồng Tháp lên tới Bình Dương đúng không ạ? Dạ. À, dạ vâng, thì hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì cô? Giúp đỡ tìm con tôi. Tìm con đúng không ạ? Con trai mình tên là gì ạ? Trai tôi Võ Hữu Em. Võ? Võ Hữu Em. Võ Hữu Em ha. Hữu Em. Con trai nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Cha tôi nói 27 tuổi. 27 tuổi ạ. Con mời cô chia sẻ chi tiết sự việc con trai nhà mình bỏ đi như thế nào. Con mời cô. Rồi bữa đó nó đi đó thì nó nói nó mượn xe của em, nó đi Cần Thơ rồi cha đi tới bữa nay nó không có gì nha. Ngày nào ạ cô? Đi bữa nay là 4 bữa rồi đó. 4 ngày rồi ha. Con trai nhà mình là khi bỏ đi ở đâu? Ở nhà, tự ở nhà ra đi chứ không có... Là ở Đồng Tháp luôn đúng không ạ? Con trai nhà mình có gia đình chưa? Chưa. Có bạn gái chưa ạ? Bạn gái thì có. Có rồi đúng không ạ? Trước giờ thì con trai nhà mình làm công việc gì? Nó đi mai ở Bình Dương rồi nè. À, làm ở Bình Dương. Nó mai Bình Dương mà năm nó 18 tuổi, nó mai nó vô công ty đó mai luôn, tới bây giờ luôn mà. Rồi năm ngoái bị dịch, năm ngoái bị phá sản rồi nó nghỉ. Dạ. Công ty á. Dạ. Rồi nó nghỉ rồi nó mới về quê. Dạ. Mình ở mấy tháng. Dạ. Hôm Tết nó có đi lên đây mần mà mần nó mần nó mần nó mần tư chứ nó không có vô công ty giờ không có mần rồi nó không có vô. Dạ. Rồi nó đi rồi cái nó bây giờ nó về nhà, nó về nhà rồi nó chơi lễ rồi nó về nhà nó chơi. Nó chơi rồi nó chơi có mấy bữa đó thì bữa nay là 4 bữa rồi nó đi á. Nó đi bữa nay là 4 bữa đó. Tức là con trai nhà mình ở Bình Dương. Và vừa rồi là cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là con trai nhà mình về quê, về thăm gia đình đúng không ạ? Và rồi là con trai nhà mình bỏ đi từ ngày đấy luôn đúng không? Hay là sao đúng cô? Rồi. Thì bỏ đi tới bữa nay luôn là 4 ngày, có thể, không có điện được. Cô có thể chia sẻ chi tiết cái sự việc rõ ràng hơn được không? Là về đấy chơi rồi sao đi như thế nào, đi đâu? Nó chơi rồi là nó đi qua bên nhà của Út đó, nó là của có thằng em. Dạ. Nó mượn xe thằng em đó, nó đi Cần Thơ. Mà sao nó đi luôn tới bữa nay nó không về? À, tức là mượn xe của em. Của em của con của người chú đó. Em và con ha. Em chú ruột. Dạ, em của chú ruột là đi Cần Thơ. Đi Cần Thơ và cho tới thời điểm hiện tại thì mất tích không có liên lạc ạ. Dạ, có liên lạc được không ạ? Không, không có liên lạc được mà sao mà mới hai bữa gài mà sao mà cụ thể là ngày đi Cần Thơ là ngày bao nhiêu cô còn nhớ không? Bữa nay 4 ngày, bữa nay mấy ngày? Hôm nay mùng 9 rồi cô. Hôm nay là ngày mùng 9. Vậy là mùng 5 là đi Cần Thơ. Đi mùng 5. Hình như bữa mùng 6 là nó có đăng lên tin, nó nói là nó tự giận gì đó. Rồi cái đăng lên đâu ạ? Điện thoại á, ai coi cũng biết chứ mà. À vậy là đăng lên trên Facebook. Ai coi cũng biết chứ, dòng họ biết chứ luôn. Đăng lên cụ thể nội dung là như thế nào cô? Nó tự giận. Tự vẫn. Nó xin lỗi cha mẹ. Từ đã tới không thấy nữa. Xin lỗi chào mẹ, tức là con tự vấn xin lỗi chào mẹ đã đăng lên dòng trạng thái trên Facebook ha. Rồi sao nữa cô? Một đêm với một ngày đó là không có điện được, mà không có gì chân á. Rồi không có điện được, rồi qua bữa sau cái sao mà tự nhiên cái điện thoại của nó cái điện được, cái số của nó điện được. Dạ. Điện được mà nó cứ kêu gửi tiền không à. Oh. Cho nó không có nói trên cửa cho nó mặt, cô không thấy nhắn tin không à. Nhắn tin, con trai nhà mình nhắn tin kêu gia đình gửi tiền ha. Kêu gửi tiền mà không cho thấy mặt, mà không có nói chuyện nữa. Gửi là gửi bao nhiêu? Kêu gửi 50. 50 ngàn? 50 triệu. 50 triệu ạ? À? Kêu gửi 50 triệu. Dạ. Rồi hỏi... Cái nội dung tin nhắn đấy là như thế nào? Không biết, nó bị nó nhắn điện thoại của thằng em nó không nhắn... à. Nhắn là bảo mẹ ơi gửi cho con 50 triệu hả? Đúng rồi. Nhưng mà cô... bây giờ mắc nợ người ta ở đây rồi, giờ người ta kêu gửi 50 triệu mới về được. Nó nói gì hả? Bữa trước thì nó nói về mời về cái bắt đầu là tối lại cái sáng lại cái nó nói giờ gửi lên cho nó 50 triệu đi, gửi qua thẻ cho nó đi rồi 50 triệu đi rồi nó về. Rồi gia đình nhà mình có gửi không? Không, 50 triệu tôi đâu có tiền đâu, tôi gửi. Mà tôi không có gửi. Dạ. Rồi sau đó sao nữa cô, con trai của nhà mình có nhắn tin liên tục để liên tục luôn, một ngày không biết bao nhiêu phút luôn. Đều mục đích nội dung là kêu gia đình gửi tiền. Kêu gửi tiền không, rồi nói bây giờ thôi điện đi, điện về nhà, nó nói điện không được. Nó nói vậy đó. Không cho thấy mặt luôn. Không cho thấy mặt, không nói chuyện luôn. Không nói chuyện, chỉ nhắn tin. Nhắn tin thôi. Nhắn
hoài luôn, rồi kêu em nó gần em nó nhắn lại thì nó trả lời lại vậy chứ nó không cho thấy mặt mà nó nói vậy đó. Gia đình nhà mình thấy bất ổn ha, thấy nghi ngờ, thấy người lo không biết làm sao, rồi mới đi nhờ, đi lên đây để nhờ tìm giùm. Trước giờ con trai nhà mình có ngoan không? Không, con trai thì nó ngoan lắm. Nó có ăn chơi gì không ạ? Không, hóa từ hồi trong năm tới bây giờ hả? Trước giờ có bao giờ chơi và gia đình nhà mình phải chuyển tiền hoặc là cho tiền để làm những công việc khác gì không? Hồi nào giờ nó mần là nó gửi tiền về nhà không à, là mới là hồi trong Tết tới bây giờ đấy ha. Dạ. Là gửi tiền cho nó không à. Ồ, trong Tết ạ? Dạ. Gửi tiền gì ạ? À, thì nó nói nọ cho nó làm, nó nói mẹ con có tiền con mắc nợ anh ta rồi, con lỡ con mắc nợ anh ta rồi mẹ sẽ chuyển tiền cho con. Là 50, 30 rồi chuyển hoài. 50 triệu. 30. 30 triệu. 30. Chuyển hoài lên cho nó vậy đó. Chuyển lên trên chỗ cũng khá nhiều rồi. Con trai nhà mình làm ở Bình Dương ha. Ở Bình Dương á. Rồi chuyển qua thẻ nó kêu chuyển qua thẻ nó thiếu người ta, nó lỡ nó thiếu người ta cái đằng này nó thôi đi mày chơi cái gì đó mày nghỉ đi, nó không có chơi nó nghỉ rồi chuyển cho nó nghỉ. Cô cầm tấm hình thẳng lên giúp con nha. Con để nghiêng về đằng trước xíu, con nó bị lóa ánh đèn. Dạ, nghiêng cái đằng trên xíu. Dạ rồi, con cầm thẳng đứng lên giúp con. Dạ, dạ rồi, con mời cô cứ chia sẻ tiếp đi. Vậy là những cái lần chuyển đấy là tổng cộng số tiền tôi bao nhiêu? Cũng mấy trăm rồi mà. Mấy trăm không có tính. Khoảng 300, 400, 500 mà. Khoảng đó đó. Trời ơi. Bởi vì nó mượn nữa, nó mượn rồi tôi trả nữa. Nó gì mượn dưới ở đâu? Đó, nó gì dưới nó mượn chú nó đồ hỏi giùm cho nó tính đi nước ngoài. Nó biểu tôi thôi bây giờ con công ty con không ấy còn đi nước ngoài. Còn con trai nhà mình giấy. Có trình độ học vấn đến bao nhiêu ạ? Đi lao động á, nước ngoài lao động. Con biết rồi nhưng mà ý con trai nhà mình mới lớp 7 à? Mới lớp 7 ha. Mà nó học ít nhưng mà hồi đó giờ thì nó ngoan lắm. Ngoan lắm. Nó có hiếu lắm. Dạ. Mà nó mới là trong Tết giờ thôi. Có hiếu nhưng mà con thấy là báo cha báo mẹ hết một mớ rồi đó. Dạ. Cô có thấy báo chưa? Thấy. Con thấy là con trai của nhà cô rất là ngoan nhưng mà báo của cô một số tiền rất là lớn rồi đấy. Rồi cái nó đi mượn lum cho nó rồi trả đó, rồi bây giờ mượn của ai mượn cô? Nó mượn của chú nó đồ, kêu chú nó đồ. Ai cũng cho cho nó mượn ai cũng cho cho. Mỗi lần con trai nhà mình mượn của bà con đúng không ạ? Bà con của không mượn à. Nhiều không cô ha. Mượn lần ít chục rồi mượn rồi cái cho ai cũng cho cho ít chục triệu hả? Dạ. Ít chục triệu sao gọi là ít được? Rồi ai cũng cho hết trơn á, rồi cho rồi bây giờ rồi bởi vậy nó còn trả không à. Cô cho con hỏi cái điều này hơi tế nhị xíu ha, gia đình nhà mình có điều kiện không? Không. Nhà mình giàu tôi, không ạ? Gia đình tôi nghèo chứ không có giàu. Nghèo ha. Dạ. Mà số tiền mà trả cho con mấy trăm triệu đấy thì tiền tôi cũng tiền dây bạc hỏi thôi. Trời ơi. Rồi cô có hỏi con mình số tiền đấy con mình chi tiêu cho việc gì không ạ? Thì nó nói à, nó chơi lúc trước nó nói nó chơi rồi nó không chơi nữa rồi sau này hỏi nữa nó nói à, thôi không biết chơi cái gì không ha. Biết chơi gì luôn đó. Tới giờ phút này bản thân cô vẫn không biết được rằng không con trai nhà mình tiêu xài ăn chơi cho số tiền lớn đấy là những cái cụ thể lý do chơi gì không biết đúng không ạ? Không biết, nó không có nói. Rất là thương cô. Nó không có nói. Vậy là những con lần mình đứt ruột đứt gan luôn. Cô có mấy người con? Ba đứa. Và cái em này là thứ mấy? Nó út rồi. Thằng anh á thì thứ hai, rồi có vợ có con rồi, hai ba đứa con rồi, còn chị nó cũng có chồng rồi, có mình nên nó à. Vậy là cái thời gian mà con nhà mình trở nên ăn chơi và gây ra nợ nần là mới đây thôi. Mới hồi trong năm tới bây giờ hà. Chứ không có lâu. Và không biết được em nó chơi cái gì ha. Không biết. Và vừa rồi lễ tức là mới đây này cô, ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì con trai nhà mình về nhà thì cô thấy sao? Con trai nhà mình có dấu hiệu gì bất thường không? Thì thấy nó thì cũng buồn buồn vậy thôi chứ không có thấy buồn gì. Đó. Rồi nó ăn nhậu rồi nó nhậu ít lắm chứ nó không có nhậu nhiều, nó nhậu chút xíu rồi nó kiếm chỗ nó ngủ à. Chứ nó nhậu nhiều nó ói lắm mà đâu có nhậu nhiều. Dịp lễ vừa rồi người yêu có về không? Không có. Không có ha. Người yêu con trai của cô đã từng tới nhà mình chơi chưa? À, có nói cưới rồi mà tài quản lại. À cưới. Dạ. À cưới là cưới vào dịp nào cô? Tính cưới là cưới tháng 4 này nè. Rồi bên đàn gái người ta nói bị gì hồi năm ngoái là tính cưới năm ngoái. Rồi người ta nói người ta mới gả cho chị rồi để năm nay cưới. Dạ. Rồi cái sau thằng này nó
nó đáng nợ nó nặng gì đó, rồi cái đằng này cái nó thôi để đi quản này, mà đằng gái cho nó thôi đi, giờ nó vậy mình lo cho nó đi quản này, đám cưới đi, không có đám cưới là tháng tức tư là đám vì cưới lý nè. Do về kinh tế ha. Dạ, người ta nói quản này đi thì đằng này hai đàn cũng nói thôi kệ quản này quản, đằng này mình cũng nói vừa nó lỡ vậy rồi để cho nó ổn định lại đi, rồi mình có tiền có bạc của mình nó là đám cưới. Khi mà con trai nhà mình về trong cái dịp lễ đấy thì cô có thấy rằng con trai nhà mình không không được bình thường không? Có lo lắng hoang mang điều gì không? Thấy nó buồn buồn vậy thôi chứ không có gì. Và rồi chơi mấy ngày đấy là bắt đầu là mượn xe của em nhà chú ruột. Yeah. Đi Cần Thơ và mất tích cho tới bây giờ. Bản thân cô tới giờ phút này nghi ngờ con trai nhà mình bỏ đi vì lý do gì? Tôi không biết, đi sợ nó đi theo bạn bè nó rồi chúng hại nó giết nó chết, rồi nhiều khi rồi đi nợ nặng quá rồi, rồi tòa án ở đâu tôi cũng không biết, rồi tôi nói nhờ cô đi có kiếm sợ giùm rằng con trai nhà mình lại tiếp tục vào con đường ăn chơi không? Thì tôi cũng nghĩ vậy nữa, bởi vì như cô chia sẻ thì trước đó cách đó mấy tháng trời đúng không ạ? Yeah. Con trai nhà mình cũng ăn chơi và gây ra số nợ nần rất là lớn, 300-400 triệu, con số tiền rất là khủng. Yeah. Bản thân cô cũng đã nói là phải mượn bạc hỏi để mà trả nợ cho tiền con. Tiền dạy bạc hỏi không à, không có tiền. Mà tại con mình thì mình gán mình lo. Dạ. Chứ con dạy con cái mà. Mang đúng không ạ? Rồi nếu như nó không thương tôi nữa thì tôi đã sắp tới nó không về thì nó gây nợ nữa. Và sau khi mà con trai nhà mình đi lần này thì liên tục nhắn tin cho cô là đòi cô chuyển tiền để mà con nữa. Trai mình về. Cứ chuyển tiền là gì à? Cứ là 50 triệu. 50 nữa. Tiền đâu phải lắm mít đâu cô ha. Rồi tôi đâu có tiền rồi tôi chuyển, tôi không có chuyển. Dạ. Mà rồi con mới. Trai mà con trai nhà mình lại không cho thấy mặt, không nghe giọng nói. Không. Chưa chắc đó là con trai nhà mình. Đi ha. Dạ. Chừng nào mà mình phải nghe chính tiếng, chính giọng con trai mình nói, hoặc là mình gọi cạc video ấy, yeah. Mình thấy được hình con trai nhà mình nói thì mình mới biết đó là con trai nhà mình. Chứ con tôi là tôi điện là nó nghe điện. Dạ. Mà nó nghe giá nào giờ nó cũng nghe đó tới bây giờ luôn, mà sao bây giờ điện ai điện cũng không nghe hết trơn á. Từ hôm bữa nói tôi bữa nay là vậy đó, 4 ngày thì tới đây là ai điện cũng không nghe, nhưng mà bây giờ sao cái gì mà nó nhắn tin thì nó vậy nhắn. Là chỉ liên lạc được 2 ngày, còn 2 ngày sau là không có liên lạc được. 2 ngày trước á không có liên lạc. Dạ. Nó đi bốn là mất tích ngày. Luôn rồi ha, giờ bữa là trước, rồi bữa không sau. Có một thông tin gì ha, không mỗi lần thì nhắn giờ tiền nó đấy kêu, thì nhắn tin kêu gửi tiền gì không đó. Mấy lần nhắn tin đấy cô có hỏi là con trai nhà mình ở đâu không? Thì hỏi nó không nói, nó nói bây giờ không biết nó ở đâu, đi hai thằng bây giờ không biết ở đâu. Giờ nó bỏ con đây không biết ở đâu. Nó nói vậy đó, rồi trong rừng á nó nói trong gì. Rồi cái tới chừng chưa chịu hầu vậy nó nhắn nữa, nó nói là ở trong này tới hù ở nhà trọ. Nó nói vậy nữa rồi mình bà hồi nói gì bà hồi nó khác. Tức là cứ vòng vo đúng không? Vòng vo hoài, vòng vo hoài, mục đích là tiền, tiêu là tiền đúng không? Đúng rồi. Tiền cứ quanh đi quẩn lại cũng tiền. Cũng tiền không à. Một ngày không biết bao nhiêu tin mà cứ dẫn tiền không. Cứ tiền tiền. Nhắn tiền không chứ không cho thấy mặt mà không không có. Cô chưa xác minh rõ ràng, cô đừng có chuyển nhá. Yeah. Đừng có chuyển. Bây giờ tôi đâu có tiền đâu, tôi tiền nhiều. Con trai nhà mình năm nay 27 tuổi rồi. Quá chững chạc, quá trưởng thành rồi. Không phải như các em 13, 14 tuổi nữa mà cha mẹ phải lo lắng nhiều. Bản thân cô hôm nay về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẵn sàng giúp đỡ cô, và giúp đỡ cô là hoàn toàn miễn phí. Yeah. Nên cô cứ yên tâm. Thì trên video này cô có điều gì cô muốn chia sẻ tâm sự trực tiếp với con trai nhà mình không? Cô có cái nỗi lòng, có điều gì cô nói với con trai nhà mình, con mời cô. Thì bây giờ mẹ khổ lắm, con đi con bỏ nhà, cha với mẹ khóc kêu lắm, yêu cầu con trở về nhà cho cha với mẹ gặp mặt thôi. Còn vụ tiền mà gửi lên là mẹ với cha nhà không có tiền, con cũng biết đó, cha mẹ nhà khổ đó không có tiền, bây giờ mong con trở về à. Chứ con mà đi ghi nợ ở đâu nữa là cha mẹ không có tiền trả cho con, người ta tính con rồi mẹ cha bỏ luôn, chứ không có đếm chỉa tới nữa. Bị gì con không biết thương cha mẹ là cha mẹ giờ hết thương con được rồi, chứ không phải cha mẹ bỏ con mà tại con quá rồi, cha mẹ chịu hết nổi rồi, cha mẹ khổ quá lắm. Cách đây khoảng một tuần, hơn một tuần trước, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có ghi nhận một vụ việc của một cậu con trai làm tiền cha mẹ. Tức là cậu đấy cũng lập nghiệp và làm việc sinh sống tại Bình Dương, nhưng cậu đấy đã đam mê chơi vào trò đỏ đen tài xỉu, và rồi vay ngân hàng với số tiền là hơn 40 triệu.
Nhưng sau đó thì lại nói dối cha dối mẹ, điện thoại cho cha mẹ, lừa gạt cha mẹ là đòi gửi 150 triệu. Và cha mẹ có tới nhờ anh em đội hình sự Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ. Thì bằng kinh nghiệm thâm niên lâu năm của đội trưởng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo cho tất cả các anh em lên kế hoạch phương án để mà tiếp cận cái cậu con trai này, cũng như làm sáng tỏ sự việc để giúp cho anh chị là cha mẹ. Thì sau khi mà tìm gặp cái cậu đấy thì làm rõ ra là cậu đấy chơi tài xỉu và vay ngân hàng hết 40 mấy triệu. Và tại sao, hỏi cậu đấy tại sao chơi hết 40 mấy triệu lại kêu cha mẹ chuyển 150 triệu, thì cậu đấy chia sẻ rằng là chuyển 150 triệu để trả 40 mấy triệu tiền ngân hàng, cũng như là còn 107 triệu, cụ thể chính xác là trả 43 triệu đấy, còn 107 triệu để đóng tiền nhà trọ, tiền ăn và rồi tiếp tục nạp và để chơi tiếp. Đó là một vụ việc trường hợp mà đội trưởng Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Hiện tại thì cái video clip đó vẫn còn trên các kênh của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Nếu như nó thương cha mẹ thì nó đâu có gây nữa, còn giờ nó không, nó hết thương cha mẹ mà thôi nó gây nữa, nó không bao giờ trả. Thì nếu như ai cho nó mượn thì nữa, rồi làm gì nó làm chứ giờ không có biết tới con nữa. Trai nhà mình dạ thưa với cô là con trai nhà mình tuổi cũng đã 27 rồi, quá trưởng trạc rồi, trưởng thành rồi, không phải còn nhỏ nữa cô ha, nên mà cô cứ yên tâm ha. Thì con hy vọng rằng con trai nhà mình sẽ xem được cái video này, sẽ thấy được những giọt nước mắt của cô là một người mẹ đấng sinh thành, người mà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra và nuôi con trưởng thành tới giờ phút này. Hy vọng giây phút này con trai nhà mình sẽ tỉnh ngộ lại, thức tỉnh lại để mà nhìn nhận được vấn đề, để mà sớm quay trở về nhà. Yêu cầu nó cùng với quay đầu vào bờ đi, về nhà đi, nghèo thì ăn nghèo, không có cho nó đi làm, không cho đâu chứ, mà nó không chịu, nó cứ đi nghe lời bạn bè nó là cái gì không à. Bởi giờ tôi với bạn nó khổ, nó không khóc, không có ngày nào không khóc, không có đi gym nào không khóc trơn á. Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp để khuyên và đưa em quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì em rất mong rằng video này khi mà đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội thì rất mong tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho em sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất. Dạ rồi thì cô còn điều gì muốn chia sẻ nữa không ha? Thì tôi nói gì tôi nói từ lễ sắp tới thì tôi mong cho nó trở về thôi chứ. Còn mà nói mà không nghe lời tôi, nó gây nợ nữa thì người ta giải quyết, người ta làm cho tôi không có, tôi trả nổi. Rất buồn ha. Dạ, chỉ có cha mẹ thương con. Nhiêu đó là tôi muốn chết luôn rồi. Cái mạng tôi với ba nó là có bao nhiêu đó là hết rồi đó. Chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện. Mà con cái thì cứ mãi mê u mê, lầm đường lạc lối, không biết thương cha thương mẹ. Mà không dám ăn để trả nợ cho con, còn mà con không có biết. 300-400 triệu là cả một số tiền, cả một tài sản rất là lớn. Cha ta đợi tôi ông chưa có hết nữa. Bản thân cô là làm cái gì ở quê? Cô làm cụ thể công việc là làm gì? Tôi quay làm một cái giống rồi. Tôi đi bán ở trường Hồng á. Thu nhập một ngày được 500-600 không ạ? Không có đâu. Mua rồi bán rồi lời chút đỉnh với hài sống đủ qua ngày à. Đủ qua ngày thôi ha. Tại vì tiền mà đói giờ mình cũng có được tích góp ha. Là chút đỉnh ít xíu mặn đủ ăn thôi mà bây giờ tiền góp được bao nhiêu rồi thì con báo bấy nhiêu hết trơn rồi, còn còn thiếu còn cái dây đi hỏi thêm nữa. Nhìn mặt con trai của cô rất là đẹp trai, sáng, nhìn có vẻ thông minh đấy. Mà hồi đó giờ nó đâu có để gì, ai cũng thương nó trơn á, nó có chuyện gì ai cũng giúp đỡ lắm trơn rồi. Bây giờ nó không thất tỉnh, không thất tỉnh giờ ai cũng nói vậy, nhưng ông nó bây giờ không có ai giúp nó nữa trơn á. Mà tôi cũng nói vậy luôn đó, giờ tôi cũng không giúp nữa, ở ngoài nếu như người ta có giúp nữa thì người ta gán người ta chịu thôi, chứ tôi không có không ấy nữa. Ở ngoài mà ta có cho nó mượn tiền nữa thì cái này giờ nó ăn chơi nó làm gì tôi không biết tới, rồi kêu tôi trả tôi không có trả nổi, tôi không có trả nữa. Thay vì ăn chơi đua đòi thì cố gắng tu chí làm ăn để mà cưới vợ, cũng như là báo hiếu thương cha thương mẹ ha. Nó kêu nó về đi, không bằng thì về ở nhà đi, rồi bây giờ mình bằng đi rồi mình kiếm tiền mình cưới vợ, mình giàu mình có tiền thì mình cưới vợ, mình đi nhiều, mình không có tiền thì mình đi ít, thì mình cứ thiếu gì chỗ mà nó không có chịu. Dạ rồi thì sự việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Thì toàn bộ câu chuyện cô vừa chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Đó là sự thật luôn. Nếu có gì tôi sai trái, tôi là mẹ ruột của nó mà. Nếu có gì sai trái, cô trái tôi chịu hoàn trách nhiệm. Chịu trách nhiệm trước pháp.
dạ. Trước pháp luật đúng không ạ? Chứ tôi là mẹ ruột tôi đâu dạ. có nói với anh con tôi đâu. Dạ, và cô có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ với Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên kiếm khắp cho các con tôi, kiếm con tôi giùm tôi nhờ mà rất dạ. rất mang ơn luôn á. Con phải hỏi và phải hỏi dạ. và phải được sự đồng ý của cô. Dạ. Thì đội hiệp sĩ với Thanh Hải mới đăng, bởi vì ở đây là giúp là hoàn toàn miễn phí và trên tinh thần là tự nguyện. Cô nhá. Dạ, có thì... là tôi yêu dạ. cầu mà tôi yêu cầu tôi nhờ mà. Dạ. Tôi nhờ đăng lên tìm con tôi thôi. Dạ. Và cái video clip này sẽ không bao giờ gỡ xuống, cô có đồng ý không? Đúng, đấy đi đăng lên tìm mới đi. Bây dạ. giờ họ hết đường cứu chữa rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, con thay mặt đội hiệp sĩ với Thanh Hải một lần nữa. À, chúc cô nhiều sức khỏe cũng như toàn bộ gia đình nhà mình ở Đồng Tháp ha. À, thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt sớm nhận được tin vui đó là con trai nhà mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Dạ rồi, em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Em xin chào và xin hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video clip tiếp theo.